Cho em một like đăng ký giùm em nha quý khách. Tay rồi 2.2L, ngoại hình cực đẹp, máy móc cam kết là nguyên zin, full chức năng, không bẻ không mở, không bể không mẻ không nứt, không găng mà tuyệt đối con này cũng ít bị chạy nữa, cực kỳ đẹp luôn ha. Mướt mà đẹp đẽ ha. Ở khoang đây nước sôi đàng hoàng nhau khách đó. Son nồi thì không chạy xước nhiều nha. Đó. Sôi bốc khói ngụm ngụm đàng hoàng. Xin chào cả nhà, em quá ở Vĩnh Thạnh, ở Cần Thơ ha, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Anh em xin phép giới thiệu một con Tiger nè. Cái con này mình chỉnh nhiệt độ được ha. Nhiệt độ mong muốn là 90 độ nè ha. Nấu sữa 70 độ nè, sôi là 98 độ nè. Con này là hâm hay là gì đó không biết nữa. Chế độ hâm hẹn giờ gì đó. Rồi ha, này đó. Full chức năng. Rồi giờ cái nút này á, cái nút này mình bấm nút này nè, bấm nút này thì nó sẽ không bơm. Nút này nguyên lý của nó là phải bơm nước, nhưng mà mình phải bấm cái nút này điều khiển nó mới bắt đầu mới bơm ha, còn bấm nó không thì nó không bơm. Rồi nước em sẽ test thử cho quý khách xem ha. Đây em có chỗ hướng nước cho nó ha, bấm một cái đèn sáng ha. À phải bấm nút này là nó không cho đèn rồi, vậy là bấm cái nút ở dưới đây là nó phá đèn không cho bơm nha. Nè cái đèn xanh này là bấm mà không cho bơm nha quý khách. Tắt cái đèn xanh này đi ha, hoặc là đèn đỏ là bình thường ha, bơm bơm tại nước ít á, nó chạy phà buông ra là tắt liền, nó không còn nhiễu giọt nước nữa, hay gì á ha. Rồi ok ha, mình đợi chút xíu nó sẽ tự tắt cái đèn này đó, bơm không được ha, bơm lại. Và đồng thời cái nhiệt độ cái nước á, hiện giờ nửa lít nè, nó còn nằm đây nè, để mình giải thăm chừng á, nửa lít, một lít, lít cử nè, full trên đây là 2L nè. Rồi con này quá đẹp, con này em bán giá công khai là 550.000 bao gồm luôn dây nguồn ha, là bao gồm luôn dây nguồn zin của nó luôn ha, dây nguồn zin Tiger luôn nè. Rồi quý khách của chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng liên hệ em qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.